Vâng, Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Trước khi vào làm cái chương trình livestream, Dương Vi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines với tỷ số chung cuộc là 2-1. Cả bán kết lượt đi lượt về là 4-2. Đấy là cái sự chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Hình như là Bộ Công Thương cũng như là Bộ Tài chính ấy, biết trước được sự chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hay sao, nên là chiều ngày 6 tháng 12 nó giảm cái xăng xuống một cách rất là bất ngờ. Đấy. Chiều ngày 6 tháng 12 xăng bất ngờ giảm giá kỷ lục trước trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines. Có nghĩa là từ lúc 15 giờ 00 phút chiều ngày 6 tháng 12 Liên Bộ Công Thương, Tài chính quyết định tiếp tục giảm giá tất cả các mặt hàng xăng dầu. Theo thông tin công bố từ Liên Bộ Tài chính với Bộ Công Thương thì các mặt hàng nhiên liệu xăng dầu được điều chỉnh giảm giá mạnh. Giảm giá mạnh để làm sao để cho tối nay giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam thắng thì cho những cổ động viên đổ nhiều xăng vào đi báo nhiều, đi từ đến sáng mai, đi thâu ngày thâu đêm, mà có phải đi ít đâu. Cả nước Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác, hầu như là ở địa phương nào tất cả những người yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam đều xuống đường và đi báo cầm cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Đó. Giờ lại quay về cái chủ đề chính là mặt hàng xăng dầu. Đối với như Pháp ấy, người dân người ta biểu tình vì sao? Vì cái khí đốt, thủ tướng Pháp quyết định tăng cái giá khí đốt với cái mặt hàng xăng dầu lên, nên biểu tình đến ngày hôm nay vẫn chưa có sự là ổn định trở lại. Chào Nhật Đông. Sau khi thực hiện cái trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Chào Phương Anh. Xăng E5 RON92 giảm 1.446 đồng trên lít. Xăng RON95 giảm 1.313 đồng trên lít. Dầu diesel 0.05S giảm 1.379 đồng trên lít. Vâng, thắng rồi, chúc mừng đội tuyển Việt Nam Phương Anh. Cho nên thì Dương Vi mới đọc cái giá xăng dầu giảm từ lúc 13 giờ chiều hôm nay để cho những người yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam tối đổ xăng dầu vào xe hơi này, xe máy, mô tô để đi báo. Dầu hỏa giảm 990 đồng trên lít, dầu ma rút 180 CST 3.5S giảm 784 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không còn cao hơn cái mức giá như sau. Xăng E95 RON92 E5 RON92 không còn cao hơn 17.181 đồng trên lít. Xăng RON95 không còn cao hơn 18.459 đồng trên lít. Dầu diesel 0.05S không còn cao hơn 16.258 đồng trên lít. Dầu hỏa không còn cao hơn 15.252 đồng trên lít. Dầu ma rút 180CST 3.5S không còn cao hơn 14.402 đồng trên 1 kg. Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15 giờ 00 phút chiều ngày 6 tháng 12 năm 2018. Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua đã giảm rất mạnh giá một thùng xăng RON 92 dùng để pha chế E5 RON 92 chỉ còn 61,016 USD trên thùng, xăng RON 95 xuống còn 62,845 USD trên thùng, dầu diesel 0.05S xuống còn 74,325 USD trên thùng. Trong khi dầu mazut 180 CST 3.5S còn 408,155 USD trên tấn. Đấy là mặt hàng xăng dầu chung của thế giới. Trong cái kỳ điều hành này, Bộ Tài chính cũng quyết định tính giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu E5 RON 92 ở mức 14.778 đồng trên lít, chưa có thuế giá trị gia tăng. Đấy. Như vậy, đây là kỳ điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp và cũng là lần giảm mạnh nhất của xăng dầu từ đầu năm 2018 cho đến nay. Theo cái báo của thị trường tiêu dùng, xăng dầu giảm như vậy thì ngon quá, tối nay mọi người đều đi báo này, xăng dầu rất tốn nhiều. Chào Hoa Hồng, chào Nam Hoàng. Mọi người đang rất là vui mừng, phấn khởi, đang phấn khích, cùng nhau đi báo. Và nội dung thứ hai Dương Vi sẽ đi vào là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về cái Việt Nam tôn trọng bảo đảm tự do tôn giáo tín ngưỡng theo chiều theo cái trang thông tin chống phản động chiều ngày 5 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp và làm việc về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và một số bộ phận, ban ngành, địa phương, trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vesak là đại lễ được tổ chức khuôn khổ của Liên Hợp Quốc và được chính phủ các nước đăng cai chấp thuận, bảo trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện. Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện này sau hai lần đăng cai thành công vào các năm 2008 và 2014, để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng bạn bè thế giới và hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Chính vì vậy thì năm 2019 Đại lễ Vesak dự kiến diễn ra tại tỉnh Hà Nam vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm, cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đó là cái chủ đề của cái Đại lễ Vesak của năm 2019 diễn ra tại tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 2019. Về cái dự kiến của đại biểu có khoảng 1.500 đại biểu, khách quốc tế từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ và có khoảng 10.000 đại biểu trong nước và Phật tử sẽ tới dự cái lễ, cái đại lễ Vesak này. Cũng theo chương trình dự kiến, ngoài cái phiên khai mạc, bế mạc, đại lễ sẽ có 5 hội thảo với các chủ đề như các cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục và đạo đức toàn cầu, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giáo dục Phật giáo, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững, sự lãnh đạo có trách nhiệm vì hòa bình bền vững. Đấy. Bên cạnh đó, trong cái khuôn khổ đại lễ còn có các hoạt động như triển lãm, các chương trình nghệ thuật, tham quan, vân vân. Vâng, nông dân Dương Vi xin kính chào tất cả mọi người. Về cái phần phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự kiện mang tầm quốc tế này và cho rằng thành công của sự kiện sẽ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam, đồng thời thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm tự do tôn giáo, tín ngưỡng, công tác giáo điều, bình đẳng. Đó là cái lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Thủ tướng cho rằng việc tổ chức chú đáo, an toàn, bảo đảm uy tín của Việt Nam đối với sự kiện này là rất quan trọng. Từ yêu cầu này, Thủ tướng đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng đề án tổng quát về việc tổ chức đại lễ, tiếp tục chủ động, không chỉ đôn đốc kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất mà tập trung vào cả vào nội dung cũng như sự kiện. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các tổ chức thực hiện các công việc liên quan, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ đại lễ khi chỉ còn mấy tháng nữa là bắt đầu sự kiện. Cùng với đó, cán bộ cơ quan liên quan có đề án cụ thể để phục vụ Vesak năm 2019, bao gồm cả đề án tuyên truyền. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ, trực tiếp là Ban Tôn giáo Chính phủ, hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm hoàn thiện đề án tổng thể tổ chức Vesak năm 2019 và các đề án thành phần, trong đó có kịch bản, nội dung, chương trình, khách mời, vân vân và các vấn đề khác. Trong đó có nhất là cái việc đảm bảo về an ninh, cái việc đó thì không bao giờ tránh khỏi được, nhất là về an ninh cho đại biểu, an ninh khu vực cũng như an ninh ở trong nước. Tất nhiên là cái sự kiện Vesak này sẽ có nhiều kẻ phản động như ở hải ngoại, nó sẽ xía mỏ vào để tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt để hạ cái uy tín, cái vị thế của Việt Nam cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy. Như ở hải ngoại có tên Thích Thông Lai chẳng hạn, hay tuyên truyền chống phá về cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các vị gọi là nguyên thủ, cũng như tuyên truyền xuyên tạc về các tôn giáo khác. Đấy là Thích Thông Lai với cái đám chân tay đệ tử của Thích Thông Lai này. Còn về Thủ tướng giao cho Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại lễ. Đối với tỉnh Hà Nam, nơi diễn ra sự kiện ấy, Thủ tướng chỉ đạo các cần thành lập ban tổ chức riêng, tổ chức giao ban thường xuyên đôn đốc kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đại lễ. Về cái đề nghị cho phép tỉnh Hà Nam phối hợp với các địa phương liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể Tam Chúc Hà Nam, Chùa Hương Hà Nội, Vân Long Ninh Bình, Đồng Tâm Hòa Bình trở thành di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Thủ tướng cho rằng đây là sáng kiến hay và giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trụ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đấy là toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với cái đại lễ Vesak sẽ diễn ra vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 2019 tới đây. Đấy. Nhưng còn mấy tháng nữa để cho chúng ta chuẩn bị. Đây nhá, ba sọc Việt Tân Dân Chủ Cuội đám chí phèo F2 nghe nhá, nghe cho gió nhá, không thì Việt Nam lại không có tự do tín ngưỡng tôn giáo nhá. Còn ít nữa này, chuẩn bị ngày lễ Noel các thứ này, các nơi nhà thờ thiết là thoải mái bà con giáo dân đến đó để tổ chức lễ Noel. Có ai cấm đâu. Ở đây có một cái bài viết phơi bày cái bản chất cái gọi là thư ngỏ xuyên tạc hiến pháp năm 1946. Trong đó cái đám dân chủ cuội, cái nhóm hiến pháp Nguyễn Nguyên Thủy cũng hay xuyên tạc về cái hiến pháp 1946. Cái bản chất của những cái nội dung đòi hỏi phi lý trong cái thư ngỏ là lợi dụng những sự kiện chính trị xã hội nhạy cảm diễn ra trong cái thời gian qua để xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chống phá đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là hai cái vấn đề căn bản đã bị xuyên tạc, bóp méo trong cái thư ngỏ. Cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2018 các thế lực thù địch phản động phát tán thư ngỏ của Nguyễn Khắc Mai gửi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của thư xuyên tạc bịa đặt nói rằng hiến pháp năm 1946 của Việt Nam tôn trọng đa nguyên, mời gọi các chính đảng cùng tham gia. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ hiến pháp năm 1946 và khởi thảo hiến pháp mới, rất đậm dấu ấn mô hình Xô Viết và tư tưởng Diên An. Đến cuối đời, cả các Marx và Engels đã từ bỏ lập trường chủ nghĩa cộng sản vì hai ông đã phát hiện chủ nghĩa cộng sản là một sai lầm của thời trẻ. Trong thư ngỏ cũng đồng thời đưa ra yêu sách trên đời mang tư tưởng đòi đảng, nhà nước ta phải thực hiện lại hiến pháp năm 1946 và chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hủy bỏ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phải đặc xá trả tự do cho tất cả các tù nhân gọi là tù nhân lương tâm ấy, nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Đúng là các vị dân chủ cuội cũng như cái đám chu hảo này làm ra những việc toàn là không đâu vào với đâu. toàn phủ nhận cái công lao, vai trò lãnh đạo của đất nước, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc cả hiến pháp. Bản chất của cái nội dung đòi hỏi phi lý trong cái thư ngỏ ấy, là lợi dụng những cái sự kiện chính trị xã hội nhạy cảm diễn ra trong cái thời gian qua để xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi hiến pháp năm 1946 ra đời ấy, đặt nền tảng cho quốc gia đi vào xây dựng một thể chế chính trị dân chủ được thiết lập vững chắc với đầy đủ các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, đoạn tuyệt với chế độ chính trị thực dân và chủ nghĩa phong kiến. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ấy, nhân dân được đảm bảo các quyền tự do dân chủ, khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và thiết lập cơ chế bảo đảm thực hiện quyền lực thực sự của nhân dân. Đó là cái hiến pháp năm 1946. Thì những cái kẻ dân chủ cuội ấy cũng lợi dụng vào việc cơ chế mở cửa này viết thư ngỏ để xuyên tạc về cái hiến pháp 1946, đòi yêu sách này, đòi yêu sách nọ. Năm 1954 ấy, trước sự thay đổi của tình hình chính trị xã hội đất nước cho hiến pháp 1946 không có điều kiện áp dụng trên phạm vi cả nước. Mặt khác, nhiều quy định của hiến pháp năm 1946 cũng không phù hợp với điều kiện cách mạng nước ta, miền Bắc lúc bấy giờ. Vì vậy, việc yêu cầu sửa đổi hiến pháp năm 1946 đã được đặt ra để thực hiện nhiệm vụ này. Chính phủ đã thành lập một ban sửa đổi hiến pháp với 28 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ngày 1 tháng 4 năm 1959, bản dự thảo hiến pháp mới đã được công bố để toàn dân thảo luận và đóng góp ý kiến. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1959, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 1 đã thông qua bản hiến pháp mới thay thế hiến pháp năm 1946. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố bản hiến pháp năm 1959. Đấy nha, các nhóm hiến pháp, nhóm dân chủ cuội, nhất là nhóm Nguyễn Nguyên Thủy nghe gió đấy. Chào Phượng ớt, không đi báo được. Mục tiêu của hiến pháp năm 1959 là kế thừa phát triển hiến pháp năm 1946, tiếp tục khẳng định nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến dần từ chế độ dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội. Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Đấy là cái hiến pháp năm 1959. Hiến pháp 1959 thể hiện rõ cái bản chất một nhà nước kiểu mới. Đó là gì? Là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Trong nhà nước đó, cái tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân được hòa quyện chặt chẽ. Như vậy ấy, những cái luận điệu trong thư ngỏ có liên quan đến hiến pháp năm 1946, 1959 và Chủ tịch Hồ Chí Minh là không có cơ sở. Hai là Nguyễn Khắc Mai cố tình hạ bệ lý luận khoa học, xuyên tạc các giai đoạn hình thành phát triển chủ nghĩa Marx nói chung, cuộc đời các Marx và Engels nói riêng. Trong thư ngỏ của Nguyễn Khắc Mai đã có những lời lẽ vừa sai trái vừa thô tục khi nói rằng chủ nghĩa Marx Lenin thực ra là mớ hỗn độn mà đám phản đồ hớp lấy những cái thứ cặn bã mà chính Marx và Engels đã thải bỏ về lý tưởng cộng sản. Hai ông ấy khẳng định đó chỉ là những ý nghĩ trẻ còn lúc còn trẻ và đã vứt bỏ về lúc cuối đời. Thế là cái luận điệu xuyên tạc ấy. Còn xuyên tạc ấy, Marx tự mình chối bỏ cái gọi là chủ nghĩa Marx. Đọc những lời lẽ trên có thể khẳng định rằng tác giả của Thư Ngỏ là người chưa từng đọc hoặc đọc những cái đọc nhưng mà không hiểu gì về các tác phẩm kinh điển của các Marx và Engels. Thông qua các tác phẩm kinh điển cho thấy cuộc đời của các Marx và Engels đều phải trải qua 3 giai đoạn để đưa ra hệ thống lý luận khoa học, đặc biệt là khoa học cách mạng. Nó trải qua giai đoạn 1, 1841 đến 1844 là giai đoạn hình thành tư tưởng triết học và bước quá độ từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa. Đó là bước 1. Đối với các Marx ấy, trước năm 1841, các Marx là tín đồ của đạo Kitô, ông khao khát vươn tới cái thiện. Năm 1841, các Marx nhận bằng tiến sĩ triết học với luận án về sự khác nhau giữa triết học tự nhiên Democrit và Epiquia, bắt đầu thay đổi lập trường năm 1842. Các Marx bắt đầu công tác tại Nhật báo Sông Ranh. Các Marx và Engels đã gặp nhau và cộng tác viết nhiều bài trên tờ báo này. Thời kỳ này hai ông chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với quan điểm duy tâm. Năm 1843, các Marx viết góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel và tiếp xúc với phong trào công nhân, hoàn toàn chuyển sang lập trường chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản. Năm 1844, Marx phối hợp cùng với Ruge xuất bản tạp chí Niên Giám Pháp Đức. Ông viết bản thảo kinh tế triết học đánh dấu bước hoàn thành chuyển biến về lập trường. Đấy. Đối với Engels ấy, năm 1839, Engels bắt đầu nghiên cứu triết học, đặc biệt là triết học Hegel. Năm 1841, ông đã tham dự những giờ giảng của Hegel ở Berlin, tiếp thu tư tưởng triết học và từng bước rút ra những kết luận vô thần. Năm 1842 gặp các Marx, cộng tác viên nhiều bài viết trên báo Sông Ranh thể hiện sự chuyển lập trường. Năm 1844, Engels viết tình cảnh giai cấp công nhân Anh chuyển biến hoàn toàn lập trường. Còn giai đoạn 2, 1844 đến 1848, đây là thời kỳ xây dựng những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa duy vật, biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử với sự ra đời tuyên ngôn Đảng Cộng sản năm 1848 đã đánh dấu hoàn thành giai đoạn khởi thảo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật, biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Một thế giới quan triết học mới ra đời. Giai đoạn 3, năm 1848-1895, đây là cái giai đoạn các Marx và Engels tiếp tục bổ sung phát triển hoàn thiện học thuyết của mình và đưa học thuyết Marx và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, cho đến khi Engels qua đời năm 1895. Từ năm 1848 đến 1871, các Marx Engels lấy triết học làm thế giới quan, phương pháp luận, nghiên cứu kinh tế, chính trị và chủ nghĩa cộng sản và làm phong phú cho triết học. Trước đó, chủ nghĩa Marx trở thành hệ tư tưởng khoa học trong phong trào công nhân ở nhiều nước trên thế giới. Đấy. Từ năm 1871 đến 1895, các Marx và Engels lần lượt phát triển cả ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Marx. Đến cuối đời, tư tưởng của các Marx và Engels về chủ nghĩa cộng sản khoa học mới thực sự chín mùi và hội tụ trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Các Marx và Engels đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành hiện thực, thành lý luận khoa học và cách mạng, mở ra con đường phấn đấu vì tự do hạnh phúc của nhân loại. Trước những đóng góp to lớn về lý luận, các tổ chức uy tín của thế giới đã thừa nhận suy tôn thế kỷ 20 là thế kỷ của các Marx và Engels. Bên cạnh đó, sau cái cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, tác phẩm tư bản của chủ nghĩa của các Marx đã được phát hành rộng rãi, thậm chí bán không đủ nhu cầu cho người đọc trên chính quê hương của các Marx. Những cái cống hiến vĩ đại của các Marx và Engels đã đem lại cho nhân loại và giai cấp công nhân quốc tế thế giới quan khoa học và cách mạng, là công cụ nhận thức vĩ đại để cải tạo thế giới, xây dựng xã hội thế giới loài người tốt đẹp hơn. Cái điều này đã được lịch sử ghi nhận. Rõ ràng những cái nội dung và lời lẽ trong thư ngỏ của Nguyễn Khắc Mai vừa cho thấy những cái nhận thức lệch lạc. Đã vậy, lời lẽ thô thiển vậy mà vẫn tung lên mạng rồi gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng, đòi hỏi phải thế này thế khác. Thiết nghĩ người viết thư ngỏ cần nhìn lại chính mình xem cái nhận thức tương xứng với đòi hỏi chưa chính đáng mà trước khi đưa ra những cái yêu cầu đòi hỏi. Trước khi cầm bút viết thư ngỏ thì nên nghiên cứu và học lại cái chủ nghĩa Marx và Engels, đặc biệt là Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ai ấy đã thừa hưởng cái việc xây dựng cái chủ nghĩa Marx, Lenin, đem áp dụng vào thực tế để cải tạo thế giới trong cái giai đoạn thế kỷ 20, đó là Lenin, là lãnh đạo dựa trên cái cơ sở cái nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa duy vật lịch sử này thì Lenin á đã lãnh đạo công nhân giành chiến thắng trong cái cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, và tiếp đó ở Việt Nam thì có Hồ Chí Minh đã nhận thức và biết đến cái chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa Marx và Lenin này, thì qua đọc được cái bản thảo đó, Bác đã xây dựng riêng cho mình một cái hệ tư tưởng khác để làm sống động hơn cái vai trò chủ nghĩa Marx Lenin và cái tư tưởng Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước đó.